Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét nước két, dạng người ngưỡng mộ. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Hoan hỷ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thì ai cũng mưu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc, nhưng nhờ vào tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để vươn lên, nên đã được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố. Cuộc sống trong tương lai sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp. Và tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ cho năm Giáp Thìn 2024, con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 bước sang tuổi 50. Vận trình sẽ có rất nhiều biến động lớn, xoay chuyển theo chiều hướng tích cực, nhiều phúc ít họa, may mắn và phúc lộc đầy nhà. Cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn, vất vả, đặc biệt là năm 2024 với tình hình biến động kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, con giáp tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch tới đây sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy. Đặc biệt là trong khoảng thời này, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có quý cô bác anh chị nhé. Nếu như quý cô bác anh chị tuổi Ất Mão không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban thì quả thật là rất đáng tiếc. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ất Mão trong tháng 10 âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh, sự nghiệp và làm cách nào để trong tháng này, người tuổi Ất Mão có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn bình an, sung túc và giàu có ngút trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, chuyển mình mạnh mẽ và cơ hội tỏa sáng. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 hứa hẹn mang đến cho những người tuổi Ất Mão một giai đoạn đầy khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp, vận mệnh của bạn đang bước vào một thời kỳ đầy may mắn và thăng hoa. Cục diện tam hợp kết hợp với nguyệt lệnh trường sinh đã mở ra một trang mới, mang đến hàng loạt thay đổi tích cực cho cả sự nghiệp, tài lộc lẫn các mối quan hệ cá nhân. Có thể nói, đây là thời điểm mà những nỗ lực trước đây của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, vượt xa cả sự mong đợi. Tháng này, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ bùng nổ với nhiều cơ hội mới mẻ và hứa hẹn. Bạn không chỉ nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp, mà còn tự mình khám phá ra những khả năng tiềm ẩn. Đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng vượt lên trên giới hạn của bản thân. Với tinh thần làm việc quyết liệt, trách nhiệm và khả năng sáng tạo, bạn sẽ dễ dàng mở rộng mối quan hệ hợp tác, tạo ra những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.
Có thể những dự án đã từng bị bỏ lỡ nay sẽ được khơi thông và bạn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Khả năng lãnh đạo của bạn được phát huy tối đa, mang lại nhiều thành tựu to lớn không chỉ cho bản thân mà còn cho cả tập thể. Hãy tự tin tiến bước vì cơ hội này không đến lần thứ hai. Về phương diện tài chính, tháng Ất Hợi này sẽ mang lại nhiều tin vui cho bạn. Những cơ hội đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, đem lại nguồn thu dồi dào. Bạn có thể an tâm phát triển những dự định tài chính mới, đồng thời củng cố những nền móng vững chắc cho tương lai. Đây là lúc bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, chọn những con đường an toàn để tránh rủi ro không cần thiết. Nhất là khi năm Giáp Thìn đang đến gần, dù vận trình tài lộc thuận lợi, nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan hay vội vàng. Lời khuyên là hãy dành thời gian để phân tích kỹ các khoản đầu tư trước khi quyết định, bởi điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công bền vững và lâu dài. Tháng này, vận đào hoa của người tuổi Ất Mão sẽ nở rộ một cách đầy bất ngờ. Đối với những ai đã có đôi, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy không chỉ thấu hiểu mà còn biết cách sẽ chia cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ làm cho mối tình của bạn ngày càng bền vững và hạnh phúc. Còn đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để bạn gặp gỡ và kết nối với nửa kia của mình. Những cơ hội lãng mạn sẽ đến một cách tự nhiên. Chỉ cần bạn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình cảm chân thành từ người đối diện, đừng quá lo lắng hay áp lực, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và hạnh phúc sẽ tìm đến. Mặc dù tháng này hứa hẹn nhiều may mắn, nhưng bạn cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ có thể mang đến những rủi ro bất ngờ liên quan đến tai nạn hoặc chấn thương. Công việc bận rộn và căng thẳng kéo dài cũng có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, suy nhược về thể chất lẫn tinh thần. Lời khuyên cho bạn là hãy duy trì lối sống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và tránh xa những căng thẳng không cần thiết. Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn, giữ cho tâm hồn thư thái và thể chất luôn dẻo dai để có thể tiếp tục tiến bước vững vàng trong giai đoạn đầy cơ hội này. Tử vi sự nghiệp tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Mão 1975, nắm bắt cơ hội, bước đến đỉnh cao. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 mở ra một thời kỳ đầy triển vọng cho người tuổi Ất Mão. Vận trình sự nghiệp của bạn trong tháng này được dự báo đang trên đà phát triển vượt bậc. Đây là khoảng thời gian vàng để bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp, mưu cầu những mục tiêu lớn hơn và khẳng định giá trị bản thân. Tháng này là thời điểm lý tưởng để bạn mưu cầu đại sự. Nếu trước đây bạn từng ấp ủ những kế hoạch, dự án lớn nhưng chưa dám thực hiện, thì bây giờ cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh trường sinh đang đứng về phía bạn. Vận may này không chỉ mang lại sự thuận lợi trong công việc mà còn giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với những thử thách. Với tinh thần chủ động, không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội và khẳng định giá trị cá nhân. Đừng ngần ngại trau dồi thêm kỹ năng, mở rộng tầm nhìn và đón nhận những thách thức mới. Mỗi bước đi dù nhỏ bé đều có thể dẫn bạn đến những thành công lớn trong tương lai. Nếu có một ý tưởng táo bạo nào đang ấp ủ trong lòng, hãy biến nó thành hành động, vì vận may đang mở đường cho bạn. Sự chủ động và quyết đoán sẽ là chìa khóa thành công cho người tuổi Mão trong tháng này. Khi bạn nắm bắt được thời cơ, có đủ niềm tin vào chính mình, không điều gì là không thể. Tuy nhiên, nếu để sự do dự thiếu quyết đoán chế ngự, bạn có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Những dự định lớn, nếu được thực hiện ngay lúc này, chắc chắn sẽ mang lại những thành tựu to lớn và phần thưởng xứng đáng. Đồng thời, các mối quan hệ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Với bản tính cởi mở, hòa nhã và tài năng vốn có, bạn dễ dàng tạo dựng lòng tin và sự ủng hộ từ những người xung quanh. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần, bởi sự ủng hộ từ đồng nghiệp, bạn bè sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công nhanh chóng hơn. Tháng này, bạn có thể nhận được cơ hội đi công tác hoặc tham gia các dự án lớn hơn. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn mở mang tầm nhìn và nâng cao kỹ năng. Mỗi chuyến đi không chỉ là dịp để bạn học hỏi, mà còn là cơ hội để bạn chứng minh năng lực bản thân với cấp trên và đồng nghiệp. Hãy chuẩn bị thật tốt, vì những trải nghiệm này sẽ giúp bạn phát triển toàn diện hơn, tạo nên bản lĩnh vững vàng cho những thử thách tiếp theo. Hãy tận dụng mọi cơ hội được trao, vì sau mỗi thử thách là những phần thưởng quý giá đang chờ đón bạn. Việc trải nghiệm môi trường làm việc mới, gặp gỡ đối tác hay đối diện với những khó khăn trong công tác sẽ giúp bạn tự tin hơn. Đồng thời, củng cố vị trí của mình trong công ty và xã hội,
Dù sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Những thử thách và áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội để bạn rèn luyện sự kiên nhẫn, lòng can đảm và bản lĩnh. Đừng sợ đối diện với khó khăn, vì chỉ khi vượt qua chúng bạn mới thực sự hiểu được khả năng của mình và tìm ra con đường phù hợp nhất để tiến bước. Nếu bạn đang trong quá trình tìm kiếm công việc, tháng Ất Hợi này cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới mẻ. Thời điểm này là lúc bạn nên nâng cao khả năng chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo và mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội. Mọi nỗ lực này sẽ giúp bạn nổi bật trong các buổi phỏng vấn và nhanh chóng tìm được công việc mơ ước. Quan trọng nhất, hãy tự tin và thể hiện bản thân một cách tự nhiên, vì thành công sẽ đến với những ai biết nắm bắt cơ hội. Tử vi tài lộc tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Mão 1975, đón lộc trời ban, xây nền tảng vững chắc. Trong tháng Ất Hợi của năm Giáp Thìn 2024, tài vận của người tuổi Ất Mão 1975 tỏa sáng rực rỡ, mang đến nhiều cơ hội bất ngờ và những khoản thu lớn. Những nỗ lực không ngừng của bạn trong sự nghiệp nay đã đến lúc gặt hái quả ngọt, mang đến cho bạn sự thoải mái về tài chính và niềm vui thành công. Tháng này, nhờ cục diện tam hợp và ảnh hưởng tích cực từ nguyệt lệnh trường sinh, đặc biệt là sự xuất hiện của thực thần ngôi sao tài lộc chiếu mệnh, người tuổi Ất Mão sẽ không chỉ đón nhận nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, mà còn mở ra thêm nhiều nguồn thu phụ. Dòng tiền đổ về liên tục, giúp bạn có sự cân đối thu chi hợp lý, đồng thời còn dư giả để giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách cho bản thân và gia đình. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự hanh thông trong dòng chảy tài lộc. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ kinh doanh đến đầu tư hay làm công ăn lương, bạn đều nhận được những tín hiệu tích cực, thuận lợi. Những quý nhân xuất hiện kịp thời không chỉ mang đến cơ hội làm ăn lớn, mà còn dẫn dắt bạn trên con đường phát triển dài hạn, giúp bạn xây dựng được mối quan hệ kinh doanh bền vững. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn thực hiện các dự án mới, hợp tác kinh doanh hoặc mở rộng quy mô đầu tư của mình. Nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hay kinh doanh, tháng này chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những kế hoạch lớn. Hãy tự tin ký kết hợp đồng, không ngại mở rộng quy mô sản xuất hay thử nghiệm những lĩnh vực mới, bởi vận khí thịnh vượng đang thúc đẩy bạn tiến lên. Những quyết định đầu tư sáng suốt trước đây, giờ đây đã bắt đầu mang lại quả ngọt, đem về nguồn lợi nhuận lớn hơn cả mong đợi. Đừng do dự, chần chừ, bởi nếu không nhanh tay nắm lấy cơ hội quý giá này có thể tuột khỏi tầm tay. Tháng này không chỉ giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính, mà còn đặt nền móng vững chắc cho những dự định dài hạn trong năm tới. Với tinh thần cầu tiến và quyết tâm không ngừng, bạn sẽ dễ dàng mở rộng được mạng lưới kinh doanh, tạo ra các kênh thu nhập ổn định và gia tăng đáng kể tài sản của mình. Tuy nhiên, không vì những thắng lợi hiện tại mà bạn lơ là hay mạo hiểm vào những lĩnh vực không chắc chắn. Càng gần về cuối năm, bạn cần thận trọng hơn trong mọi quyết định. Việc đầu tư bền vững và chắc chắn là chìa khóa để bạn giữ vững tài vận. Đừng chạy theo những phi vụ mạo hiểm mà bỏ qua tính an toàn trong dài hạn. Nếu biết tận dụng thời cơ và giữ cho mọi thứ ổn định, bạn chắc chắn sẽ đứng vững ở vị trí đầu bảng trong cuộc chơi tài chính này. Bên cạnh đó, sự thành công về tài chính trong tháng này cũng không đến một cách tự nhiên. Bạn vẫn cần phải nỗ lực và duy trì thái độ làm việc chăm chỉ để đạt được những kết quả tốt hơn. Việc lập kế hoạch tài chính cụ thể sẽ giúp bạn quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Đây không chỉ là cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn là thời gian lý tưởng để bạn cải thiện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, chuẩn bị cho những bước phát triển xa hơn. Nếu bạn là người thường xuyên lập kế hoạch tài chính và luôn hướng tới sự bền vững trong đầu tư, thì tháng này sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích lâu dài. Hãy tận dụng thời gian này để không chỉ kiếm tiền, mà còn học hỏi thêm về các chiến lược đầu tư thông minh, mở rộng kiến thức quản lý tài chính. Đây là những bài học quý giá giúp bạn không chỉ thành công ở hiện tại, mà còn duy trì được sự thịnh vượng về lâu dài. Đừng ngần ngại tham gia các khóa học về tài chính, đầu tư hoặc quản lý tài sản, vì những kiến thức này sẽ giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của tài sản hiện có, đồng thời đảm bảo sự phát triển ổn định cho tương lai. Tháng này, bạn có thể biến những đồng tiền mình kiếm được trở thành nền tảng vững chắc cho những dự định dài hạn, giúp bạn an tâm và tự tin hơn trên hành trình phía trước. Tử vi sức khỏe tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Mão 1975, giữ gìn sức khỏe, cân bằng cuộc sống. Trong tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024,
người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ có một thể trạng khá lý tưởng, với sức khỏe ổn định và tinh thần vững vàng. Đây là khoảng thời gian mà bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự dồi dào về năng lượng, giúp bạn có thể tập trung và theo đuổi những công việc dự định đã ấp ủ từ lâu. Nhờ vào sự bình ổn của sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần tốt, bạn sẽ có đầy đủ năng lượng để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Những áp lực từ công việc, gia đình và các mối quan hệ xung quanh không thể làm bạn chùn bước. Ngược lại, bạn còn biết cách khai thác chính những khó khăn đó để tạo động lực tiến lên trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và hung tinh Bạch Hổ xuất hiện vào tháng này như một lời cảnh báo, nhắc nhở bạn rằng không được chủ quan. Dù cảm thấy khỏe mạnh, việc giữ gìn và bảo vệ sức khỏe vẫn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hung tinh này mang theo nguy cơ về những sự cố bất ngờ hoặc tai nạn nhỏ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Điều này đòi hỏi sự cảnh giác cao độ, không nên lơ là hay xem thường các dấu hiệu nhỏ. Công việc bận rộn có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài. Những lo toan công việc, trách nhiệm đôi khi khiến bạn quá tập trung vào sự nghiệp, mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Dù trạng thái sức khỏe hiện tại có tốt đến đâu, nhưng nếu không biết giữ gìn, tinh thần mệt mỏi, lao lực cũng sẽ dẫn đến suy giảm sức khỏe về lâu dài. Do đó, bài học quan trọng nhất trong tháng này đối với người tuổi Ất Mão chính là cân bằng giữa công việc và sức khỏe cá nhân. Đừng để công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy lắng nghe cơ thể mình, biết khi nào cần nghỉ ngơi và khi nào cần tái tạo năng lượng. Để duy trì sức khỏe ổn định và tránh những vấn đề không mong muốn, hãy bắt đầu bằng việc tạo thói quen tham gia các hoạt động thể chất, thể dục thường xuyên. Bạn có thể thử những môn thể thao ngoài trời như đi bộ, đạp xe hoặc tập yoga để giúp thư giãn tinh thần và làm mạnh mẽ cơ thể. Không những thế, các hoạt động thể thao này còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh giặc dễ mắc phải trong mùa lạnh. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng đầy đủ cũng là yếu tố không thể thiếu. Hãy chú trọng đến việc bổ sung nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu protein để cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ăn dầu mỡ vì chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe trong thời gian dài. Ngoài ra, giấc ngủ đủ giấc cũng là chìa khóa quan trọng giúp tinh thần minh mẫn và cơ thể phục hồi sau mỗi ngày dài làm việc căng thẳng. Đừng để những áp lực công việc làm bạn mất đi giấc ngủ quý giá, vì thiếu ngủ lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với người tuổi Ất Mão, tháng Ất Hợi này cũng là thời điểm để bạn tập trung vào việc giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Những áp lực đến từ nhiều phía đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, nhưng đừng lo lắng quá, hãy dành thời gian cho chính mình. Thực hiện những sở thích cá nhân, thư giãn bằng cách đọc sách, nghe nhạc hay trò chuyện với những người thân yêu. Một điều quan trọng nữa, hãy biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc. Dù có nhiều hoài bão và kế hoạch, nhưng nếu bạn không biết chia nhỏ và thực hiện chúng một cách tuần tự, sự căng thẳng có thể ập đến bất ngờ, ảnh hưởng lớn đến tinh thần và thể chất. Tử vi tình duyên tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Ất Mão 1975, gia đạo an yên, tình cảm đong đầy. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm mà người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ cảm nhận rõ ràng sự thăng hoa trong chuyện tình cảm. Với sự xuất hiện của cục diện bán hợp thái tuế, đào hoa của bạn bỗng nhiên rực rỡ hơn bao giờ hết, mang đến những chuyển biến tích cực trong các mối quan hệ. Từ gia đình đến tình yêu, cả tinh thần và cảm xúc của bạn đều trở nên phấn chấn, lạc quan và tràn đầy hạnh phúc. Đối với những người còn độc thân, tháng này có thể là lúc mà bạn tìm thấy một nửa của đời mình. Vũ trụ đang dẫn lối để bạn gặp gỡ những người đặc biệt, và rất có thể trong những cuộc gặp gỡ ấy, bạn sẽ nhận ra tình yêu đích thực của đời mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần phải mở lòng, chân thành và kiên nhẫn trong việc xây dựng những mối quan hệ. Đây chính là chìa khóa để bạn tìm được một tình yêu vững chắc và bền lâu. Đừng sợ hãi trước những cảm xúc mới mẻ, hãy để tình yêu tự nhiên dẫn dắt bạn qua những hành trình cảm xúc đầy thú vị. Trong tháng này, hãy tận dụng cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhiều người mới và không ngần ngại bày tỏ bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng một tình yêu chân thành không chỉ là sự rung động thoáng qua, mà còn là sự chia sẻ, sự đồng cảm và gắn kết thực sự. Với những người đã có đôi có cặp,
Tháng Ất Hợi này là khoảng thời gian tuyệt vời để tình cảm của hai bạn thêm phần sâu sắc và gắn kết. Những kỷ niệm, những khoảnh khắc bên nhau trong tháng này sẽ làm cho mối quan hệ của bạn trở nên bền chặt hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau trải qua những niềm vui, mà còn biết cách đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ với nhau qua những thử thách trong cuộc sống. Mão và người ấy không chỉ tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, mà còn biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu, từ đó hạn chế được nhiều tranh cãi không đáng có. Sự hài hòa, đồng cảm này chính là nền tảng cho một gia đạo an yên và bình lặng. Tháng này, bạn sẽ cảm nhận được rằng tình yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự quan tâm, chăm sóc tinh tế từ người bạn đời của mình. Những lời động viên, khích lệ từ người ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp bạn vượt qua những áp lực công việc và đạt được nhiều thành công. Nhờ vào tình yêu thương ấy, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu chính là nền tảng vững chắc để bạn tiến xa hơn trong cuộc sống. Với tuổi Ất Mão, tình yêu trong tháng này không chỉ là những cảm xúc thoáng qua, mà còn mang theo dấu hiệu cho những quyết định quan trọng trong tương lai. Bạn sẽ cảm thấy rằng tình yêu không chỉ là một phần cuộc sống, mà còn là một yếu tố quyết định cho hạnh phúc và sự bình yên trong gia đạo. Nếu bạn đã trải qua những tháng ngày bên nhau đầy hạnh phúc và tin tưởng rằng đây là người bạn đời thực sự của mình, thì tháng Ất Hợi này có thể chính là thời điểm mà bạn sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những bước đi xa hơn. Một đám cưới hay một quyết định sống chung có thể sẽ đến trong tháng này, đánh dấu sự gắn kết mãi mãi trong mối quan hệ tình cảm của bạn. Ngoài tình yêu, gia đình cũng là một mảng quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Ất Mão tháng này. Những cuộc trò chuyện đầm ấm, những bữa cơm gia đình hạnh phúc sẽ trở thành nguồn năng lượng tích cực cho bạn. Đây là lúc bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, lắng nghe và thấu hiểu những người xung quanh để củng cố mối quan hệ gia đình. Cùng với đó, nếu có những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, đây cũng là thời điểm tốt để bạn hóa giải và mang lại sự bình yên. Hòa hợp, sự thấu hiểu và lòng vị tha sẽ giúp gia đạo của bạn luôn an vui, hài hòa và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 10 âm lịch. Khẩu quyết, nên chủ động nắm bắt được thời cơ, có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào bản thân. Quý nhân, Tuất, Dần. Tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, 8. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng 10 âm lịch Ất Mão năm Giáp Thìn 2024. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, người tuổi Ất Mão được sao Bách Diệt chiếu mệnh, mang đến một vận đào hoa dưỡng phát. Đây chính là thời điểm lý tưởng cho những người độc thân tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Những mối quan hệ xã giao mới mẻ sẽ mở ra những cơ hội tình cảm đặc biệt. Hãy sẵn sàng mở lòng và đón nhận những cảm xúc mới. Đối với những người đã có gia đình, đây cũng là tuần lễ giúp bạn và người ấy hàn gắn những hiểu lầm, khúc mắc từ trước. Không khí gia đình trở nên ấm áp hơn khi hai bạn biết cách thấu hiểu và lắng nghe nhau. Hãy tận dụng thời gian này để vun đắp tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Công việc trong tuần này cũng có nhiều khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ những đối tác quan trọng. Không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, cần chú ý kiểm soát cảm xúc và không để tình cảm lấn át lý trí. Những quyết định cảm tính có thể dẫn đến sai lầm, do đó bạn cần phải cẩn trọng, cân nhắc mọi việc một cách thấu đáo. Trong công việc, hãy phát huy tối đa khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Ất Mão có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, nhưng cần lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh để có cái nhìn toàn diện hơn. Đừng khăng khăng với quan điểm của mình vì chưa chắc bạn đã luôn đúng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn, 44, 83, 19, 07. Tử vi tuổi Ất Mão tuần 2, tháng 10 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bước sang tuần thứ 2, vận trình tài lộc của tuổi Ất Mão bừng sáng nhờ có các tinh thực thần soi dọi. Đây là tuần lễ tuyệt vời để bạn thực hiện các kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư mới. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ thấy doanh thu tăng trưởng rõ rệt, tiền bạc dồi dào chảy vào túi không ngừng. Nếu có ý định mua nhà, mua xe hay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện. Tuy nhiên, bạn cần tránh những quyết định hấp tấp hoặc mạo hiểm quá mức, dù vận may đang mỉm cười với bạn.
Nhưng mọi hành động cũng cần được suy xét cẩn thận để tránh những rủi ro không đáng có. Hãy dành thời gian nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư lớn. Trong tuần này, sức khỏe của bạn cũng cần được chú ý hơn. Công việc bận rộn có thể khiến bạn bị căng thẳng, dễ dẫn đến mệt mỏi và suy nhược. Hãy cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý và dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Tinh thần thoải mái và thể chất khỏe mạnh sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách một cách dễ dàng. Về mặt tình cảm, mối quan hệ gia đình vẫn duy trì được sự ổn định và hài hòa. Hãy tiếp tục dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình, đặc biệt là với người bạn đời. Sự quan tâm và chia sẻ sẽ giúp tình cảm giữa hai bạn càng thêm bền chặt. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất. Tiểu nhân: Tỵ, Thân. Màu sắc may mắn: đỏ, vàng. Con số may mắn: 22, 58, 91, 13. Tử vi tuổi Ất Mão tuần 3, tháng 10 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong tuần thứ 3, người tuổi Ất Mão sẽ đối mặt với một vài thử thách nhỏ, nhưng đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện sự bản lĩnh và kiên nhẫn của mình. Sao Bạch Hổ hung tinh có thể gây ra một số tình huống căng thẳng, đặc biệt là trong công việc, bạn có thể phải đối diện với áp lực lớn hoặc những mâu thuẫn nội bộ trong nhóm làm việc. Tuy nhiên, với sự khôn khéo và khả năng ứng xử của mình, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng. Tài lộc trong tuần này không có quá nhiều biến động, nhưng vẫn duy trì được mức độ ổn định. Bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Hãy tiếp tục duy trì phong cách quản lý chi tiêu hợp lý và đầu tư thông minh. Đây chưa phải thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô đầu tư lớn, vì vậy, hãy tập trung vào việc ổn định nguồn thu nhập hiện tại. Trong mối quan hệ gia đình, tuần này có thể xuất hiện một vài xung đột nhỏ, nhưng đừng lo lắng, chỉ cần cả hai biết lắng nghe và chia sẻ, mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự thấu hiểu chính là chìa khóa giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ. Tiểu nhân: Ý, Sửu. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 16, 35, 72, 90. Tử vi tuần cuối tháng 10 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch mang lại những niềm vui bất ngờ cho người tuổi Ất Mão. Với sự hỗ trợ từ sao Thiên Đức, bạn sẽ có những cơ hội quý giá để mở rộng sự nghiệp và củng cố vị trí của mình trong công việc. Đây cũng là tuần lễ mà bạn có thể gặt hái được nhiều thành quả từ những dự án mà bạn đã dày công xây dựng trước đó. Vận tài lộc của bạn tiếp tục duy trì ở mức khá, nhưng không nên quá vội vàng trong việc chi tiêu hay đầu tư lớn. Hãy tận dụng thời gian này để củng cố những gì đã đạt được, tránh những quyết định nóng vội. Nếu bạn biết giữ vững tâm lý và lập kế hoạch rõ ràng, thành công sẽ đến với bạn một cách chắc chắn và bền vững. Gia đạo trong tuần cuối tháng này sẽ trải qua một khoảng thời gian yên bình, ấm áp. Các mối quan hệ trong gia đình được duy trì hài hòa, không có xung đột hay hiểu lầm đáng kể. Đây cũng là lúc để bạn dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm của mình, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm và hạnh phúc bên người thân. Quý nhân phù trợ: Thìn, Mão. Tiểu nhân: Mùi, Hợi. Màu sắc may mắn: nâu, cam. Con số may mắn: 15, 81, 66. Thưa quý cô bác anh chị, trong cuộc đời có 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền càng ít nói càng tốt. Bởi theo lời Phật dạy, đó là những lời nói gieo chồng ác nhân, tạo ra ác quả, khiến bạn hao tổn hết sạch phước đức. Nhất là lời thứ 6 trong đó: cùng xem bạn có lỡ phạm sai điều gì không để mau chóng sửa đổi nhé. Trong cuộc sống hàng ngày, liệu bạn có phải là người thận trọng trong ngôn từ, hành động, muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người? Điều quan trọng nhất là không thể hành sự tùy ý, không được nói lời tùy tiện. Có những lời nên nói, nhưng cũng có những lời tuyệt đối tránh. Bởi nói hay thì như áo gấm thêu thêm hoa, nói dở thì như tuyết lạnh thêm sương. Con người chỉ cần 2 năm để học nói, nhưng lại cần tới vài chục năm để biết cách ứng xử. Theo lời Phật dạy, có những lời chỉ cần không nói ra sẽ giúp con người chúng ta tích thêm phúc đức. Ngược lại, nói ra sẽ khiến ta tạo khẩu nghiệp, mất đi phúc đức, thậm chí có thể lập tức gây ra tai họa cho bản thân người nói. Theo lời Phật dạy về khẩu nghiệp, lời nói gây khẩu nghiệp là một loại tội lỗi mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Chính vì thế mà người xưa mới có câu uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hay họa từ miệng mà ra,
Số mệnh của một người tốt hay không, xem người đó có nhiều khẩu nghiệp hay không là biết. Vì vậy, tránh vướng khẩu nghiệp đối với sinh mệnh mỗi người rất quan trọng. Phật dạy rằng, chỉ cần bạn cố gắng tránh nói 6 lời nói gây quả báo nhãn tiền dưới đây, phúc báo cũng sẽ không bị hao tổn, cuộc sống thanh thản, an yên tu trí làm ăn. 1. Tránh lời nói vô căn cứ, lời dối trá. Những lời vô căn cứ, không có thông tin xác đáng đều là lời nói sằng bậy rối trá. Đây được coi là một trong những lời nói gây quả báo nhãn tiền, làm tổn hao phúc báo mà Đức Phật khuyên chúng sinh cần tuyệt đối tránh. Nếu lỡ phạm phải cũng phải mau chóng sửa đổi, hạn chế tiếp tục nói dối để tránh khẩu nghiệp ngày càng sâu. Nói dối cũng là một trong năm điều thuộc ngũ giới của Đạo Phật, bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ có viết: thực di đệ nhất thiện, vọng ngữ đệ nhất ác. Câu này này có nghĩa là nói lời chân thực là diệt thiện hàng đầu, nói lời dối trá là diệt ác hàng đầu. Đức Phật dạy, nói dối chia làm 4 loại: nói dối, nói lời hung ác, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt. Đây là 4 loại nói dối khiến bản thân mỗi người tạo gây nghiệp ác. Chính những cách nói này là tội ác mà người nói khiến cho những người xung quanh bị hại hay xa lánh. Vì thế, cần phải tránh xa, cho dù lời nói dối đó không có ác ý, mà chỉ nhằm mục đích đùa vui thì cũng gây ra nghiệp quả không tốt, bởi những lời đó khiến chủ nhân lời nói quen với thói xấu ấy, cũng làm mọi người xung quanh không tin vào lời nói của họ nữa, kể cả khi họ nói thật. Khi đó, người này sẽ bị xếp vào hạng người lừa lọc, thiếu đạo đức. Hay có những người vì hám danh, thích địa vị nên cứ khoe khoang, họ nói dối để thỏa mãn lòng ham hư vinh của bản thân, khiến người khác nghĩ mình thông minh, tài giỏi hơn người, nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Đây là nghiệp ác tự tạo, chỉ vì sở thích hám danh đem lại. Dù nhằm mục đích tốt hay xấu, chúng sinh phàm phu đều không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai hoặc nói dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó, cho nên phàm làm người ai ai cũng có nói dối, chỉ khác là nói dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối không hại người. Người không nói dối là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Người như vậy chắc chắn sẽ nhận được phúc báo tốt lành, cuộc đời bình yên suôn sẻ. 2. Tránh lời nói đưa chuyện thị phi. Người xưa thường nói, người thích nói chuyện thị phi ắt cũng là một người thị phi. Thường xuyên bàn tán về thị phi sẽ sớm làm hao mòn khí của chính mình, khiến cuộc đời ngập trong tranh đấu, chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực mà bỏ qua những thứ tốt đẹp cuộc sống ban tặng. Đức Phật dạy rằng, những việc ác con người làm ra đều do xuất phát từ thân, khẩu, ý của mỗi người. Thân có 3 điều là sát sinh, trộm cướp, tà dâm. Ý cũng có 3 điều là tham, sân, si. Nhưng khẩu có 4 điều, đó chính là nói ác, nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc. Chỉ có miệng là chiếm 4 điều ác trong 10 điều ác. Từ đó chúng ta đủ thấy lời nói tạo ác nhiều như thế nào. Cho nên, chúng ta tu hành ngoài sửa thân nghiệp và ý nghiệp, còn phải đặc biệt chú ý khẩu nghiệp. Trong đó cần phải tuyệt đối tránh những lời đưa chuyện thị phi. Thế nhưng, làm người mà không nói chuyện thị phi quả là rất khó. Trong cuộc sống thường xảy ra tình huống những như thế. Những người có duyên với chúng ta, họ nói ra điều gì, làm việc gì chúng ta đều cho là đúng. Còn người không có duyên với chúng ta, những điều họ nói, việc họ làm bất kể ra sao đều không hợp ý ta. Nho giáo có dạy rằng, vô ích ngữ ngôn mạc dông thuyết, bất can kỹ sự mạc lao tâm. Nghĩa là chớ nói lời vô ích, chớ can thiệp chuyện người, đúng và sai. Nếu chỉ dựa vào lập trường của chúng ta thì chẳng thể phân định được, bởi dù thế nào cũng không thể tránh được nhận định cá nhân chủ quan của ta trong đó. Chúng ta học Phật nhất định phải học được chân thật, đúng với người và sự việc. Nếu chúng ta cố tình phân tích rõ ràng thì tất nhiên không hiểu được việc đúng sai, sinh ra bất bình, tạo thành 4 ác nghiệp lớn do miệng. Thế gian này, lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Vua mà nghe lời thị phi thì trung thần phải chết, cha mẹ nghe lời thị phi thì con cái lầm than, vợ chồng nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảnh tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta cho việc đó là tốt, nhưng chưa chắc là tốt thật sự, bởi vì chúng ta vẫn còn phàm phu, đứng ở lập trường không giống nhau, nhân duyên tiếp xúc cũng khác nhau. Cho nên, có lúc chúng ta cho là tốt,
nhưng chưa chắc là tốt thật sự. Có thể nhân duyên của chúng ta không tốt bằng người kia. Rõ ràng họ nói là việc tốt, chúng ta lại cho nó thành việc xấu. Như thế cũng không đúng. Chúng ta phải khởi tâm bình thường. Học Phật phải cố gắng kết duyên tốt, trừ bỏ đi tâm phân biệt tốt xấu. Vì vậy, chúng ta không nên theo tâm mình để nhận định người khác. Phải luôn luôn cảnh giác bản thân. Nếu như làm được như vậy thì không nói lời thị phi chẳng khó gì. 3. Tránh lời nói tiêu cực, than phiền. Phật dạy rằng, những lời tiêu cực, oán trách thường xuyên cũng là lời nói gây quả báo nhãn tiền, sẽ làm cạn kiệt phúc khí của chính mình. Nhiều người có thói quen thích phàn nàn, than phiền về cuộc sống, về số phận và cả về người khác. Đó là những lời vô nghĩa nhất trên đời. Nói những lời như vậy sẽ chỉ làm hao mòn phúc đức, không mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của bạn. Thay vì phàn nàn, chúng ta nên dùng nhiều hành động hơn để thay đổi hiện trạng. Nói ít lời phàn nàn hơn, làm những việc có ý nghĩa hơn, và cuộc đời bạn sẽ ngày càng tốt đẹp lên. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn? Chuyện rắc rối bạn đang gặp phải cũng chẳng thể tiêu tan chỉ bằng vài lời than phiền của bạn. Người đã bỏ bạn đi chẳng vì lời phàn nàn của bạn mà quay lại. Hà cớ gì chúng ta lại làm những chuyện tốn công vô ích như vậy? Thay vì than phiền, hãy nỗ lực phấn đấu. Hãy coi khó khăn là động lực và cố gắng vượt qua để đạt được thành công. Nhớ tu miệng trước khi tu thân để đời đời hưởng phúc. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, ghen ghét, thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò chống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Bạn chỉ biết ngồi oán trách sao cuộc đời mình không may mắn như người ta. Tại sao gia cảnh của mình không bằng người ta? Vậy thì bạn sẽ mãi thua kém những người đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền. Vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. Con người sở dĩ mệt mỏi chính là bởi vì họ nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ bằng tâm hồn mệt mỏi. Sống trong đời thường, ai ai cũng không tránh khỏi việc bị phiền muộn do bản thân mình hay liên lụy từ người khác. Tuy nhiên, có người sẽ chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi để tận hưởng cuộc sống. Nhưng có người lại chấp trước vào đó, suy nghĩ ngày này qua ngày khác khiến tâm mệt mỏi. Hãy suy nghĩ ít đi để sống thoải mái hơn. Người sống trên đời này, than phiền một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều tiêu cực than thở này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại ích lợi gì. 4. Tránh lời nói ác độc làm tổn thương người khác. Cổ nhân thường nói, lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Câu này mang nghĩa là một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng dòng. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng. Đức Phật đã dạy ở đời, luôn có luật nhân quả. Đừng bao giờ nói xấu hay làm chuyện hại người. Bạn hãm hại người khác thì sẽ có người hãm hại lại bạn bạn. Lừa dối người khác cũng có người khác lừa dối bạn. Bạn làm tổn thương người khác thì cũng có ngày phải chịu lại những điều tương tự. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác, gây họa cho người. Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm dơi đi những cảm xúc buồn bã. Lời nói nhã nhặn, lời khuyên bảo đúng thời, đúng lúc, có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương, và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Trong kinh Phật có bài học đạo lý rằng, có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh, chẳng đáp. Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi, ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người ấy đáp rằng,
Lễ vật vẫn là của ông ta. Đức Phật liền nói: nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm gian là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ. Theo giáo lý nhà Phật, lời nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường. Nếu bạn thường xuyên nói những lời ác khẩu làm tổn thương người khác, hãy cố gắng thay đổi ngay từ hôm nay. Nói càng ít càng tốt, nhất là những câu cay độc, mắng nhiếc người khác. Một khi những lời này được nói ra, chúng sẽ chỉ gieo rắc ác nhân cho chính bạn. Ác nhân ác sinh ác quả, rất có hại cho cuộc sống của bạn. 5. Tránh lời nói xấu người khác. Nhiều người có thói quen ưa nói lỗi lầm của người khác và tưởng chừng là vô hại. Đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Có nhiều nguyên nhân của hành động này. Chẳng hạn, khi chúng ta tức giận người khác, chúng ta thường nói xấu họ. Đôi khi chúng ta nói xấu người khác để kéo mọi người đứng về phía mình. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét họ, muốn được mọi người tôn trọng và đánh giá cao như người kia. Việc nói xấu người khác khiến chúng ta thành một người thường gây ra sự bất hòa. Dần dà sẽ chẳng còn ai muốn tâm sự với chúng ta, vì họ sợ chúng ta sẽ nói với người khác. Thêm các những lời đánh giá của ta khiến cho họ bị xem là không tốt. Chính bản thân ta cũng không có hạnh phúc khi mình luôn phanh phui lỗi của người khác. Khi chúng ta tập trung vào những điểm tiêu cực hoặc là những sai lầm, chính tâm của chúng ta cũng không an vui. Những ý nghĩ rằng người này xấu, người kia không tốt, thường là những suy nghĩ độc hại, bóp méo thế giới quan của chúng ta, khiến ta nhìn đâu cũng chỉ thấy những điều xấu xa. Khi ta nói xấu người khác, tức là chúng ta đã gây ra tác nhân để cho người khác nói xấu mình. Điều này có thể xuất hiện ngay trong đời này. Nếu người mà ta phê bình muốn hạ nhục mình, hoặc có thể xuất hiện trong tương lai khi mình bị người khác buộc tội một cách vô lối, hoặc là bị vu oan. Bởi vậy mà trong cuộc sống chúng ta nên hạn chế, nếu được thì không nên buông chuyện sau lưng người khác. Buông chuyện về người khác là mắc vào một trong những điều cấm kỵ trong nhà Phật. Đặc biệt là nói xấu người khác sau lưng hoặc chê bai người đều là cách gieo nghiệp xấu cho mình. Phật dạy rằng, nói lời ác nghiệt thì khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều thì lại càng hại người hại mình. Nói lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Còn nói xấu sau lưng người khác thì càng nói, chúng ta càng khiến mọi người xa lánh mình. Tôi nguyện không nói lỗi lầm của những người khác. Đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Sống trên đời, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ và những câu chuyện của riêng mình. Thế nên tốt nhất là bạn chớ nên đánh giá người khác nếu mình chưa thực sự hiểu rõ về họ. Ngược lại, chúng ta cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói những lời không hay sau lưng mình. 6. Tránh lời nói bất kính với cha mẹ. Người xưa đã dạy rằng, trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu. Câu này khuyên bảo chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, với bề trên. Là phận làm con không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Đức Phật có dạy, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển, rồi công ơn dưỡng dục của cha, đời này kiếp này làm sao trả hết. Bởi thế, Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất, vốn không phải bạc vàng chất núi, mà chính là cúng dường cha mẹ. Và từ ngàn xưa thì chữ hiếu là nền tảng của đạo đức, gia đình là nền tảng của xã hội. Trong gia đình thì chữ hiếu là nền tảng để xây dựng hạnh phúc, đem đến sự an vui, an lạc cho tất cả mọi người. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc bình an. Đức Phật cũng đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo, thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài, là lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành. Tu theo chánh đạo là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài dòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, đạt được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Với những người ngược đãi cha mẹ, nói lời bất kính với đấng sinh thành sẽ chịu quả báo, dù phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy, điều lành cao tột chẳng gì bằng hiếu, điều ác cùng cực chẳng gì bằng bất hiếu. Còn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật cho biết quả báo của tội bất hiếu như sau.
người con bất hiếu với cha mẹ là người thấp kém về nhân phẩm, bị người đời khinh rẻ và bị pháp luật trừng trị, về sau không đủ tư cách làm cha mẹ và sẽ bị con cái bất hiếu trở lại. Chẳng những thế, sau khi chết đi người con bất hiếu còn bị đọa địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh chịu muôn vàn khổ sở. Nếu thường nói lời bất kính hay làm trái ý cha mẹ thì phải cẩn thận, bởi sẽ làm tổn hại đến vật may của mình nhiều nhất. Theo quan điểm Phật giáo thì cha mẹ là phước báo lớn nhất, nhân ác lớn nhất sẽ cũng mang lại quả ác nặng nề nhất, nên cố gắng đừng nói những điều bất kính với cha mẹ. Người xưa có câu, học ăn học nói, học gói học mở, mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Trước khi phát ngôn bất cứ điều gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, thận trọng cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không. Những câu nói không suy nghĩ có những lúc sẽ gây tác dụng ngược ngoài sức tưởng tượng, phá hỏng các mối quan hệ và làm tổn thương người khác, thậm chí rước họa vào thân. Ở đời luôn có luật nhân, quả, đừng nói lời ác khẩu hay làm chuyện hại người. Chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình. Hãy để cuộc chuyện trò trở nên có ý nghĩa và chất lượng, bớt những lời nói xấu xa, tiêu cực chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bạn.